Nhưng các anh chị làm kênh GTV hay bị chết một cái đòn là ra chính sách cho đại lý rất là tốt. Nhưng khi đại lý họ bỏ hết tiền và họ ôm hàng rồi thì các anh chị không ra đòn về chính sách khách hàng hoặc làm truyền thông marketing không tốt, cho nên không kéo hàng được cho đại lý, dẫn tới đại lý của mình họ bị tồn kho và nguyên tắc họ chết mình sống với ai. Chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là theo các anh chị thì nếu chúng ta ra đòn mà nếu ai mua hàng trong cái giai đoạn 5 ngày thì chúng ta chiết khấu thêm cho họ 6% chẳng hạn trong 5 ngày đấy. Thì họ chúng ta sẽ 6% này vào thời điểm đầu vụ, giữa vụ hay cuối vụ. Thì thưa các anh chị nhìn vào đây, với cái đồ thị ở đây gọi là chính vụ. Điểm này là điểm chính gì ạ? Chính vụ. Thì nguyên tắc khi ra đòn cho đại lý, người ta phải ra đòn vào đầu vụ. Vì vậy trong cái khoảng biên tháng 3 này là tháng mà người ta phải ra đòn mạnh nhất để cho đại lý họ nén hàng vào kho. Ví dụ trong đoạn này chúng ta kích vào tháng 9, 10 hoặc 11 ra đòn về mặt chính sách. Ví dụ đây đối với đại lý chúng ta ra đòn 6% cho đại lý. Ví dụ cuối năm mình muốn đẩy mạnh 8% đi, và đoạn này mình ra đòn 3% cho đại lý. Toán trong giai đoạn này đại lý sẽ bỏ hết tiền và ôm hàng. Cái này là ôm hàng để bán cuối năm. Cái này ôm hàng để bán vào vụ gì? Cái vào chính vụ tới. Tôi lấy ví dụ như thế này. Thế thì nó có một cái hay, nếu mà bạn ra đòn 3% trong giai đoạn này thì toàn bộ đại lý họ dốc tiền vào, họ mua hàng của bạn để họ đẩy vào kho, tức là tồn kho. Thế thì nếu mà bạn ra được đòn như thế này thì đại lý nó đã bỏ tiền ra, nó ôm hàng của bạn rồi. Thì người khác đến mà ra đòn 4% thì họ có mua không? Họ không mua được nữa. Vì hai lý do, nếu ôm tiếp thì không có vốn hoặc tồn kho rất sâu. Thứ hai, nếu ôm tiếp thì có nguy cơ là mùa đấy bán không hết thì nó sẽ bị tồn kho sang cái vụ sau. Như vậy không có lý do gì họ chôn vốn. Vậy chỉ họ ôm vừa đủ. Vì vậy cái chính sách mà ra đòn với đại lý này là cực kỳ bảo mật. Và trưởng phòng truyền thông marketing anh ta đề xuất ra đòn. Giám đốc kinh doanh lựa chọn thời điểm ra đòn. Nhưng CEO với là người quyết định ra đòn. Nhưng ngược lại nếu mình sau cái đợt này xong thì toàn bộ khách hàng họ ôm hàng, toàn bộ đại lý nó ôm hàng, và đến giai đoạn chính vụ này thì bắt đầu mình dùng 7%. Đây dùng 7% trên doanh thu của người tiêu dùng để mình bơm vào gì ạ? Thị trường, để giúp cho thị trường khách hàng họ đến đại lý họ mua. Và như vậy chúng ta đã kéo hàng ra kho cho gì? Cho đại lý. Nhưng các anh chị làm kênh GTV hay bị chết một cái đòn là ra chính sách cho đại lý rất là tốt. Nhưng khi đại lý họ bỏ hết tiền và họ ôm hàng rồi thì các anh chị không ra đòn về chính sách khách hàng hoặc làm truyền thông marketing không tốt, cho nên không kéo hàng được cho đại lý, dẫn tới đại lý của mình họ bị tồn kho và nguyên tắc họ chết mình sống với ai. Vì vậy trách nhiệm của mình là bơm hàng vào kho cho họ, xong phải kéo hàng ra khỏi kho cho họ. Thì đấy mới là bài toán trường tồn của doanh nghiệp. Thì như vậy chúng ta cần có các bộ phận sinh ra để nó phối hợp với nhau nhịp nhàng. Vậy thì bây giờ chúng ta sử dụng 5-7-9% chính sách này như thế nào cho nó hay ho và thông minh. Thì mỗi một giám đốc kinh doanh cần phải ngồi với anh em để xây dựng kế hoạch sử dụng cái hạn mức kinh phí này thế nào cho nó thông minh. Thì bài toán đấy mới là bài toán quan trọng nhất đối với thằng giám đốc kinh doanh. Liên hệ ngay CEO Hồ Chí Minh Holding, hotline 0902 509 005, website www.ceohcm.edu.vn.